nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp một dàn loa 3 tấc thay vì mình sử dụng âm ly. Thì hôm nay là sử dụng con Beezer F10. Con Beezer F10 này là nó có 8 cổng line và liền vang này, liền mic này, liền công suất luôn. Khi các bạn sử dụng con này nó có sẽ 16 chế độ EQ, 16 cái chế độ vang. Vang này là của vang số, vang này là của vang số. Và đánh được cặp loa 3 tấc. Đấy, 3 tấc, đây hôm nay em đánh cặp loa 3 tấc. Nhớ 4 tấc thì nó hơi yếu. Mày đánh cặp loa 3 tấc là cặp loa này, nó hơi yếu. Đây, cặp loa 3 tấc này. Và khi các bác nhà đang có cái loa này rồi, cặp loa như này mình muốn nâng cấp lên. Đây, cặp loa như này mà mình muốn nâng cấp lên. Không dùng âm ly nữa, thông thường các bác hay dùng âm ly như này đúng không? Nhưng hôm nay em kết nối con Beezer F10 này đây, em thử tiếng vang này. Các bác nghe tiếng vang nhé, vang cực kỳ hay luôn. A lên. 6 7 1 2 2 đêm nay trên phố mưa rơi bụi. Alo, lòng nghe. Đây này, cái điều mà các bác sợ nhất. Đây, đường vàng nhá. Test với chất vàng này. Lên. 1 2 3 4 lòng nghe. Lên 6 1 2 các bạn nghe vang sướng không ạ? Lên lên lên. Bây giờ mình sẽ kết nối vào Bluetooth nha, mình test nhạc các bác nghe thử nhá. Alo. Đây này, chỉnh mic cực kỳ dễ luôn. Đây mình thử nghe nhạc các bác này. Đây, đây kết nối vào Bluetooth đây. Lên nhạc này. Cho em yêu anh để cho em đêm nay em biết anh thương nhiều.